안녕하세요. 저는 민아입니다. 저는 베트남 사람입니다. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn đến cho mọi người đã làm món gỏi cuốn của Hàn. Nguyên liệu của món này gồm có đậu hũ, hành tây, ớt chuông, dưa leo, cà rốt, lá mè và bắp cải. Tất cả những nguyên liệu này thì mình đã sơ chế xong hết rồi. Người Hàn thì họ rất là thích ăn món gỏi cuốn và cái bày trí của cái món ăn này rất là gọn gàng này, đẹp mắt, cùng với những nguyên liệu và màu sắc rất là phong phú. Gỏi cuốn là một cái món ăn thường xuyên xuất hiện trong những cái bữa ăn hàng ngày này, lẫn những bữa tiệc của người Hàn. Vậy thì cái món gỏi cuốn của Hàn với món gỏi cuốn của Việt Nam khác nhau những điểm nào thì hãy cùng mình tìm hiểu nha. So với món gỏi cuốn của Việt Nam thì gỏi cuốn của Hàn Quốc có những cái nguyên liệu khá là đa dạng và phong phú, thay đổi theo mùa. Nhìn vào món gỏi cuốn của Hàn chúng ta có thể tìm thấy một số nguyên liệu khá là mới mẻ như là ớt chuông này, dứa, bơ, cải mầm, nấm hay là bắp cải. Các nguyên liệu được để tươi sắm hoặc là chỉ luộc sơ để mà giữ nguyên cái mùi vị và màu sắc của cái món ăn này. Ngoài ra, thay vì sử dụng thịt heo như người Việt thì người Hàn lại ưu tiên sử dụng tôm, thịt gà hay là thân cua là chủ yếu. Hoặc là nếu ăn kèm với thịt heo hoặc là thịt bò thì người Hàn sẽ ít sử dụng thịt luộc mà thay vào đó là ăn cùng với thịt nướng hoặc là bulgogi. Một đặc điểm khá là mới mẻ cho cái món gỏi cuốn của người Hàn Quốc đó chính là cái cách bài trí món ăn. Thông thường ở Việt Nam người đầu bếp sẽ cuốn sẵn những cái cuốn gỏi rất là đẹp mắt này, ngay ngắn với đầy đủ những nguyên liệu và người ăn chỉ có việc thưởng thức mà thôi. Tuy nhiên cái cách bài trí và thưởng thức gỏi cuốn của người Hàn thì lại hoàn toàn khác nhau. Theo truyền thống thì họ sẽ bày tất cả những cái nguyên liệu ra một cái đĩa tròn nè, tất cả được cắt tỉa với chiều dài tương đương với nhau. Ở chính giữa thì họ sẽ để nước chấm hoặc là một nguyên liệu nào đó để mà tạo hình tròn trông đẹp mắt. Đây được xem là một cái cách bài trí mang đậm cái ẩm thực văn hóa của người Hàn. Còn có một điểm rất là đặc đáo nữa, đó chính là cái cách mà họ dùng cái món gỏi cuốn này. Họ sẽ không có quan tâm cái ví dụ mà cái gỏi cuốn này có đẹp hay không, mà là quan trọng là khi mà họ gói thì sẽ trông rất là gọn gàng và vừa để mà khi mà họ cho vào miệng thì họ cảm thấy rất là sảng khoái. Khi mà mình nhìn cái cách mà họ ăn gỏi cuốn thì mình cảm giác là rất là tăng cái khẩu vị giác của mình lên, rất là thèm thuồng để mà được thưởng thức cái món ăn này. Cùng với một điều đặc biệt nữa là cái sốt mà chấm với cái gỏi cuốn này rất là đa dạng luôn. Nhưng mà mình đã được thưởng thức đó là chính là cái tương ớt xí muội của Việt Nam mình á. Thì bên Hàn là cái gì ta? Bên Hàn là tương cà, tương xí, tương cũng giống là tương chua ngọt á mọi người, kiểu vậy đó. Thì mình cũng đã thử thưởng thức cả hai. Thì mình cảm giác là bên mình thì nó hơi cay hơn xíu thôi, còn bên Hàn thì nó hơi ngọt hơn. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này nha. Và cũng rất là mong được mọi người sẽ có thêm một cái thực đơn mới trong cái bữa ăn hàng ngày của mình. Annyeong haseyo, maseke tuseyo. Annyeong haseyo, maseke tuseyo. Cảm ơn mọi người.